Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học khoa phạm và trở lại với loạt bài làm về app nhạc. Ở clip trước đã hướng dẫn cho các bạn thiết kế giao diện cho phần fragment playlist. Thì trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là custom lại cái dữ liệu khi chúng ta đưa vào cho clip view của playlist. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái adapter dùng để custom với phần list view của playlist này. Ở đây mình sẽ tạo mới cho nó một cái class. Thì tên class mình sẽ đặt cho nó là playlist adapter ha. Rồi. Ở đây mình sẽ gọi đến là extend array adapter. Thì array adapter này thì nó hỏi mình là mình sử dụng đến cái phần bản vẽ của cái mảng nào. Thì ở đây mình sẽ truyền cho nó là cái mảng về phần playlist của mình. Playlist. Rồi nó báo đỏ thì các bạn nhấn Alt Enter. Mình gọi cho nó phương thức là create. Thì ở đây các bạn chọn cho mình đến dòng gần cuối ha. Thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái phương thức nó chính xác hơn á. Thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái constructor. Thì nó sẽ yêu cầu mình truyền vô cho nó ba tham số là context nè, cái phần result cho layout và cái cuối cùng là cái mảng. Thì ở đây á, khi mà mình gọi cho nó là dưới dạng là array adapter mình truyền vô playlist á, thì mặc định cái giá trị object này nè thì nó sẽ truyền vào cho mình là cái mảng dạng là của playlist luôn. Rồi mình chọn cái dòng gần cuối ha, đưa vào đó. Thì ở đây các bạn để ý nè, đó list dưới dạng là playlist nè ha. Ở đây thì các bạn truyền vào cho nó nhớ nha. Rồi thì sau khi mình có constructor rồi thì ở đây mình sẽ thực hiện là bên dưới mình sẽ thực hiện gắn view vào ha. Thì ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một cái phần layout mẫu để cho những cái phần còn lại thì nó sẽ nhìn vào cái layout này để cho nó tự thiết kế cho những item kia. Ở đây mình sẽ vào thư mục của layout, mình tạo ra cho nó một cái layout result file là dòng của playlist. Rồi mình chọn enter. Các bạn chọn qua tab test mình ha. Ở đây mình tắt đi cột mình lên. Ở đây mình sửa lại cho nó là phần của relative. Chiều cao thì ở đây mình sửa lại cho nó là rectangle đó ha. Thì ở đây mình chỉ thiết kế cho mỗi item thôi, nó cũng không cần phải là mắc bờ rừng. Rồi, ở đây mình sẽ cho nó một cái image view. Chiều ngang á, thì cứ cho nó là max barren ha. Chiều cao thì mình sẽ set lại cho nó là 110 dB thôi. Rồi, thì nó chỉ có một cái khung này cho mỗi item ha. Ở đây mình gọi cho nó thuộc tính là scale time, mình cho nó là physics y. Thì khi mà cái hình nền của phần playlist nó được hiển thị vào á, thì cho nó giãn nở ra vừa với cái khung của image view này. Mình cho nó cái ID, mình đặt cho nó là image background playlist. Rồi check lại coi viết sao. Rồi ok, ở đây mình sẽ cho nó cắt ra phần top đấy, mặt riêng top ra 5 GB. Rồi mặt riêng right, ở đây mình sẽ cho nó cắt ra cái phải là có 8 GB. Rồi mình có cái khung như thế này ha. Tiếp theo thì ở đây mình sẽ cho nó thêm cái view. Thì ở đây á, mình cho nó đẹp á, thì mình cũng cho nó phần playlist á, cái hình nền nó cũng cho nó hơi hơi mờ mờ ha. Mình cho nó một cái view dùng để pha màu vào, mình gọi là cho nó là view. Ở đây bề ngang thì cứ cho nó max barren ha, bề cao thì trùng với phạm vi của view là 110 dB. Nó ngoặt lại. Rồi tiếp theo mình cũng cho nó là mặt riêng top, ở đây cho nó là 5 GB, mặt riêng right mình cho là 8 GB và mặt riêng left cũng vậy 8 GB ha. Thì nói chung thằng này dùng để pha màu thôi, nó sẽ trùng với cái phần kích thước của image view trên. Rồi ở đây mình sẽ gọi lại cái phần màu hồi nãy mình đã custom rồi ha, gọi background. Mình gọi nó phần là custom background cho banner nè. Thì mình cũng sử dụng lại thằng này luôn cho việc là mình sẽ làm mờ luôn. Rồi ok, phần này thì mình khỏi đặt ID ha, bởi vì mình chỉ cho nó hiển thị là pha màu như vậy thôi ha, không cần phải gọi lại để tương tác với nó, thì khỏi cần đặt ID cho nó luôn. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái image view. Rồi bề ngang thì mình sẽ cho nó là cỡ 50 thôi. Thì thằng này á dùng để làm cái hình ảnh của cái phần playlist. Hồi nãy là image
view ở trên màn hình nền ha, hôm nay dùng để làm cái hình ảnh giống như hình ảnh icon nhỏ nhỏ vậy. Rồi mình sẽ cho nó cái thằng là evaluation ha. Evaluation thì thằng này nó giống như là nó tạo ra cho mình cái phần cái bóng của nó, ví dụ như hai thằng view á, các bạn muốn cho nó hiển thị bóng lên á thì các bạn sẽ cho nó phần là evaluation. Thì thằng này nó nói thì chỉ sử dụng cho phiên bản của 21 trở lên ha, nên các bạn kiểm tra cho phần màu của bạn có phải 21 không. Ví dụ như thằng này của mình đang sử dụng là 22 nè, thì nó hiển thị nhìn nó đẹp hơn. Rồi tiếp theo, để ở đây mình sẽ cho nó mặt riêng bottom, nó sẽ cắt ra những cái view kia một tí ha. Mặt riêng bottom mình sẽ cho là 10 dB, rồi mặt riêng left mình sẽ cho nó là cỡ 15 dB, và cho nó sẽ nằm ở bên dưới align parent. Ở đây mình cho nó là align bottom, align bottom, align bottom. Rồi chuyển qua cho nó in view, kéo qua cho bạn dễ xem. Rồi ok tiếp ha. Ở đây mình cũng cho nó thuộc tính là scale time luôn, thì khi mà hình ảnh đưa vào nó cũng cho nó giãn đều ra. Rồi hình ảnh vậy là ok ha. Tiếp theo thì mình sẽ có cái text view. Text view này là cho tên của cái phần playlist này. Ở đây mình cho bề ngang là wrap content không, bề cao cũng là wrap content. Mình cho nó thuộc tính là ellipse size. Thì thằng này á, ellipse size có nghĩa là mình sẽ cho nó, ví dụ như cái text của cái tên playlist đó hay là tên bài hát nó dài quá đó, thì mình cũng không cho nó mà hiển thị hết á, thì mình sẽ cho nó hiển thị bằng 3 dấu chấm ha, tức nghĩa là còn nữa. Thì ellipse size này tượng trưng cho 3 dấu chấm. Thì cái vị trí mình muốn thêm 3 dấu chấm vào trong đâu á, thì ở đây nó cho mình nè, nên nè, không có nè, end star, q nè, với lại middle. Thì ở đây mình sẽ cho nó nằm ở bên tay phải của mình, thì mình gọi lại cho nó thuộc tính là em. Rồi mình cho nó phần là mặt riêng right, mình cho nó là cỡ 5 dB. Mặt riêng bottom mình cho là 5 dB. Rồi mình chỉ cho nó một dòng thôi, gọi lại cho nó là mask line là 1 thôi. Mình đặt cho nó id, cái này là text view, text view của tên playlist. Rồi mình cũng cho nó một cái màu text color, thì nền đen thì cho màu trắng cho nó nổi ha. Tiếp theo là text title cho nó đậm lên nhìn cho nó đẹp. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho nó một số thuộc tính để cho nó căng, mình gọi đến mặt riêng left, mình cho nó là 13 dB, và cho nó nằm bên phải của cái phần image field của mình. Image field, à ở trên image field mình chưa có đặt cho nó ha, ở đây mình chưa đặt ID, mình cho nó cái ID là image field playlist. Rồi ở đây mình sẽ cho nó là align parent bottom, cho nó nằm ở dưới ha. Align bottom dưới, parent là của phần cha rồi. Thì ở đây nó hỏi nằm bên dưới của nào, thì chọn đó image view của playlist. Rồi ở đây mình cho nó một cái test này hiển thị lên, ví dụ như là những bài hit cũ. Rồi ở đây mình xem, mình set là test size cỡ 13 SP, hay nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Rồi ok, mình có cái view đơn giản như thế này đó. Thì bây giờ mình sẽ trở về bên phần adapter, mình sẽ ánh xài những cái view này vào để mình gắn dữ liệu vào cho nó. Rồi ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một cái class. Thì chức năng của cái class này á, dùng để là nó sẽ lưu lại những giá trị ánh xạ cho lần đầu tiên. Ví dụ như lần đầu tiên các bạn run lên rồi, thì lần thứ hai các bạn run lên á, là nó đã có những giá trị rồi rồi, nó chỉ việc gắn dữ liệu vào thôi, thì không cần phải khởi tạo này nữa. Thì nó sẽ nhanh hơn cho mình chút trong việc là mình khởi động lại cái phần app của mình. Rồi mình gọi ra cho nó, mình tạo một cái class có tên là ViewFolder. Ở đây mình sẽ giữ lại cái ánh xạ nào mình cần, ví dụ như TestView nè, tester cho tên playlist. Mình có hai image view ha, im
img cho background và img cho playlist. Bây giờ mình sẽ gọi ra function getView. Thì function này á, dùng để là gắn những cái layout ở bên phần item này vào cho cái list. Ở đây mình sẽ gọi lại view order, mình cắt phát cho nó vụn vụn nhớ trước, để tránh trường hợp là nếu như mình sử dụng á, mình chưa cắt phát á, thì cái object này nó co giãn thì nó sẽ bị lỗi. Nên mình sẽ cắt phát cho nó giá trị trước. Rồi, ở đây mình sẽ bắt cho nó trường hợp là nếu như runner nào đầu tiên á, là cần bật view này là nó chưa có view nào bên trong hiển thị hết, thì nó là null. Thì khi nó null á, thì mình sẽ thực hiện là mình sẽ gắn layout vào và giữ lại, mình sẽ xả lại. Lát nữa thì runner lần thứ hai cần bật view này nó đã tồn tại rồi, thì mình sẽ lấy những cái giá trị mình giữ ra ha, mình gắn dữ liệu lên thôi. Mình gọi lại là layout inflator bằng layout inflator.from ha, mình truyền vào cho nó là cái phần get context của mình. Bây giờ mình sẽ gắn layout vào, mình gọi đến cần bật view bằng inflator.inflat, truyền vào cho mình là layout. Ở đây mình viết chữ r.layout rồi chấm cho đăng cạn. Thì chỗ báo đỏ nè, mình nhấn Alt Enter cho nó bỏ ở trên ha, nhìn cho đẹp hơn. Ở bên dưới thì mình truyền vào cho nó là cái phần dòng của playlist. Nào mình ánh xạo cái phần view mẫu này vào, lát nữa mình sẽ đi mình lấy dữ liệu và mình gắn lên cái phần view mẫu này. Tiếp theo là root á, thì mình sẽ cho nó là null, hoặc cái root nè, cho nó là null. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi tạo lại cái phần view holder. Bây giờ mình sẽ đi thực hiện là mình sẽ ánh xạo những cái view. Đầu tiên là text view bằng cần bật view chấm file view by đi. Thằng này là test view tên playlist ha. Tiếp theo là view holder của image playlist file view by đi. Thằng này là image view của playlist. Rồi view holder cho image background. Rồi thì sau khi mình ánh xạ xong đó, bây giờ mình sẽ giữ lại những giá trị ánh xạ này. Mình gọi lại cho nó là phía trên ha, cần vật view chấm setup, truyền vào cho nó là view holder. Và ngược lại thì nếu như trường hợp đó, lần sau nó tồn tại rồi, thì mình sẽ lấy những cái giá trị mình đã được lưu trong cần vật view ra. Mình gọi lại view holder và cần vật view chấm setup. Ok, bây giờ mình sẽ gắn dữ liệu vào cho các view, mình gọi lại cho nó là playlist. Thì mỗi dòng á, nó sẽ có một cái dữ liệu object nó sẽ trả về. Thì bây giờ mình sẽ gọi ra cho nó cái object đó, mình gọi đến function là get item. Thì mỗi dòng item nó sẽ trả về cho mình một object, thì mình sẽ lấy cái object đó mình nhận về, mình truyền cho nó vị trí của object đó là position. Rồi bây giờ mình sẽ gắn hình ảnh vào, đầu tiên là Picasso quick. Ở đây mình truyền vào cho nó là get context, mình sẽ cho nó loát dữ liệu. Thì dữ liệu ở đây nó sẽ được loát từ cái phần dữ liệu của object này, gọi ra cho nó là playlist.get, thì truyền vào cho nó là get của hình ảnh playlist. Rồi chấm into, truyền vào cho nó là view holder của background. Tiếp theo là phần Picasso quick get context ha. Hằng này thì mình sẽ truyền cho nó hình ảnh của phần playlist về icon. Into này chuyển vào cho nó là view holder của image playlist. Cuối cùng thì mình có một cái test ha, mình sẽ set test lại cho nó tên của playlist này, chấm set test, chuyển vào cho nó là phần playlist chấm get tên. Rồi thì sau cuối cùng đó, các bạn để ý ha, thì mình đã thực hiện gắn dữ liệu rồi, bây giờ mình phải trả lại cái phần layout mà mình đã gắn vào, return vào cho nó biến convert view. Rồi, bây giờ mình sẽ trở về bên fragment của playlist. Mình sẽ gọi lại cái class mà mình đã custom cho adapter là playlist adapter. Cái thứ hai là mình sẽ cho nó cái mảng ở trên, cái mảng là hồi nãy ở dưới đây mình tạo rồi, thì bây giờ mình sẽ đưa nó ra ngoài toàn cục ha. Đấy, nữa ví dụ như mình có chuyển dữ liệu gì đó mình có sử dụng lại, thì mình có thể truy cập được tới cái mảng này. Rồi mình đưa cái mảng này ra ngoài.
request sự kiện khi mình chuyển dữ liệu đi á, thì mình có thể lấy dữ liệu từ trong cái mảng này ở bên trên được. Nếu như mình để trong này á, là chỉ có trong bên sàn này sử dụng được thôi, ở bên ngoài mình không có truy cập được tới. Rồi ok, mình xóa cái lock này đi. Ở đây mình sẽ gọi lại cho nó là phần playlist của adapter bạc ha, new playlist. Truyền vào cho nó cái tham số thứ nhất là contest, truyền vào cho nó là get activity. Cái thứ hai là mình sẽ truyền cho nó một cái dạng mà nó sẽ thiết kế theo một cái layout, một cái flow mẫu là như thế nào. Rồi ha, chấm r chấm layout. Ở đây mình gọi lên cho nó một cái flow mẫu là simple list item one và cho nó truyền lại cái mảng dữ liệu của mình để cho nó gắn vào trong cái list view. Rồi mình gọi lại list view chấm set adapter, truyền vào cho nó là playlist adapter. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó chạy thử. Rồi thì như các bạn thấy nè, hiện tại á thì thằng này nó bóp lại nhìn nó khá là xấu đó, hiển thị nó không có hiển thị được full cho mình. Thì ở đây á, các bạn sẽ cho mình một cái từ khóa ha, bởi vì do fragment nó ảnh hưởng nên ở đây mình sẽ tự mình fix lại cái chiều cao cho cái phần fragment này luôn ha, hay là cho cái phần list view này. Ở đây các bạn sẽ search cho mình từ khóa Android ha, set list view high based on children ha. Đó, mình sẽ xét lại kích thước cho nó. Mình chọn lại dòng đầu tiên ha, mình xem thử coi có thằng nào gợi ý không. Rồi, thằng này thì có người check lên nè, tức nghĩa là thằng này có thể sử dụng được. Rồi, mình sẽ lấy lại đoạn code của thằng này đi. Mình sẽ đưa vào bên trong phần code của mình. Ở đây mình sẽ để bên ngoài ha, bởi vì nó là một cái function. Chỗ nào báo đỏ ha, thì các bạn cứ import class vào ha. Phần list adapter cho này thì import ha. Rồi import class vào. Rồi các bạn kéo lên trên cùng ha. Ở đây mình sẽ gọi lại cho nó, mình gọi lại cho nó là cái function là set list. Mình truyền vào cho nó lại là cái list view để cho nó set lại cái chiều cao cho này. Rồi đó, như các bạn thấy nè, khi nó set lại chiều cao nè, nó set lại cho phần list view. Nó sẽ là chiều cao cho list view cho mình có thể scroll được nè. Như vậy là trong video clip này á, mình đã hướng dẫn cho các bạn là custom lại phần adapter để gắn dữ liệu lên cho list view. Và khi mà list view á, nó có trường hợp là nó bị scroll thằng list view á, thì mình sẽ xét lại kích thước cho chiều cao của thằng list view luôn thông qua những cái thằng con của nó. Thì các bạn có thể search từ khóa là set list view 2 ha, based on children. Rồi thì sau khi mình xét xong nó sẽ có như thế này. Như vậy là trong video clip này mình đã hướng dẫn cho các bạn phần gắn view cho phần fragment playlist. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.